Xin chào tất cả quý anh chị trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng ở một cái căn nhà số 9. Quý anh chị có thấy căn nhà này quen không ạ? Căn nhà này á, là Lộc quay cách đây khoảng 2 tháng á quý anh chị. Thì nó nằm ở thị trấn Cần Giuộc ha. Cái diện tích là ngang 3,2 m, sâu vào là 9 m. Cái đợt đó Lộc rao bán với cái một cái mức giá cũng khá là rẻ. Thì có duyên thì Lộc Nguyễn gặp được chú Lũ nha. Chú Lũ này ở quận 11. Thì hôm nay trên tay Lộc là có hai cái sổ. Đó thì chú Lũ này đầu tiên là mua căn số 9 nha quý anh chị. Xong rồi chú Lũ mua thêm cái căn số 6 nữa là tổng cộng là 2 căn. Đó là trên tay Lộc là đến ngày hôm nay là giao sổ cho chú với hai cái sổ hồng luôn nha quý anh chị. Và ngày hôm nay Lộc Nguyễn rất là vui cầm hai cái sổ này để đi đến nhà và giao tận tay cho chú Lũ. Kèm theo đó là Lộc gửi tặng cho chú Lũ hai cái phần quà. Đây, một phần cái phần quà này của chú Lũ ha. Bây giờ sẽ đi vào gặp chú Lũ ở trong cái căn nhà số 9 này. Chú đã dọn vào ở nha. Và căn số 6 là chú đang cho thuê. Ở đây thì nhà chúng ta cho thuê với một cái mức giá là từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng cho cô chú và anh chị. Rồi, đi vào nhà gặp chú Lũ thôi quý anh chị ơi. Rồi, hôm nay vào nhà gặp chú Lũ thì dạ con chào chú. Mình dọn nhà mới thấy ở nhà sao chú? Thì cũng tốt thôi. Nhà cũng ở sạch sẽ ha. Đây yên tĩnh. Dạ. Đi ra tập thể dục là tốt nhất. Gần chợ, gần công viên, gần trường học đúng ha. rồi, cái gì cũng thuận tiện hết. Dạ. Thì hôm nay ngày nhận sổ thì con cũng nhận được hai cái sổ của căn số 9 và căn số 6. Dạ. Con gửi chú. Dạ. Còn ở đây là hai phần quà. Dạ. Này là một bộ ly ha. Rồi. Ở đây là một con heo. Rồi, cảm ơn phát Con tài heo tặng phát cho lộc. chú. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, thì chú Lũ sau khi mua nhà bên nhà đất Lộc Nguyễn thì chú Lũ thấy sao chú? Thì thấy Lộc đó thì nó rất tận tình giúp đỡ, có gì Dạ. trục trặc đó thì nó cũng tận tình giúp đỡ cho mình, nói vậy đó. Dạ, đó thì một lát nữa con sẽ hỗ trợ chú đi xin điện ha. Dạ 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 mua nhà mình cho cái tài sản của mình được yên tâm, là chừng nào khi nào mà Lộc nó giúp đỡ cho mình cũng như là hoàn chỉnh hết để cho mình yên tâm là mình rất hài lòng rồi. Dạ, đó thì chú như là khách hàng cần cái gì đó mà trong khả năng hỗ trợ con được thì con Dạ vẫn hỗ trợ cho khách. đúng rồi. Đó, ví dụ như nhà cửa hay là sinh điện nè, hoặc Ừ. là ví dụ như quý chị nào mà thích nội thất như thế nào đó thì bên Lộc cũng có làm nội thất cho quý chị luôn ha. Đó thì con cảm ơn chú nha. Rồi. Điện đó thì Rồi. Rồi, cảm dạ ơn con cảm nhiều. ơn chú rất là nhiều ha. Rồi Dạ rồi quý chị ơi, thì những quý rồi. chị nào đang cần mua nhà và đất ngay khu vực vị trí là từ Cộng Thịnh tới ngã ba Tân Kim đi lên chỗ bến xe quận 8 á quý chị, với tầm khoảng 10 km thôi, thì chúng ta là một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Với những cái ở khu vực này á quý chị, nhà dưới 1 tỷ là sổ đồng sở hữu hoặc là vi bằng, còn nhà mà trên giá 1 tỷ á, là sổ hồng riêng nha quý chị. Thì sổ hồng riêng là có nhiều rất là nhiều phân khúc từ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 4, 5 tỷ cũng có luôn. Nên quý chị có nhu cầu như thế nào quý chị hãy gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình đó là 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn chi tiết cũng như là đúng tài chính rồi nhu cầu của quý anh chị như thế nào đó, thì chúng ta sẽ đi xuống xem và sẽ không mất thời gian của quý anh chị ha. Mình đi xem đúng sản phẩm và đúng tài chính thì đi xem nhà nó sẽ nhanh hơn quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn cũng xin chúc cho tất cả quý anh chị sớm tìm được cho mình một cái căn nhà hoặc là những miếng đất, những cái sản phẩm bất động sản thật là ưng ý ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ. À.